Xin kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Mới, kênh cập nhật liên tục những tin tức chính trị xã hội trong nước và thế giới. Ngay sau đây, mời quý vị hãy đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 20 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, bản tin ngày 20 tháng 8 xoay quanh thông tin một cơn bão mạnh tên là Talim trong những ngày vừa qua đã đổ bộ vào đảo Hải Nam của Trung Quốc, khiến nơi này tê liệt. Chính quyền Hải Nam cho biết, bão đổ bộ vào hòn đảo này vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 20 tháng 8, gây ra những cơn mưa to và gió giật mạnh với vận tốc 162 km/h, khiến toàn bộ trường học, hệ thống giao thông trên đảo phải ngừng hoạt động. Lượng mưa lũ cực lớn cùng với bão mạnh đã đánh sập một trung tâm nông nghiệp chính của tỉnh Hải Nam, cuốn trôi hàng nghìn con gia súc, gia cầm và nhấn chìm nhiều diện tích hoa màu. Trước sự giận dữ khủng khiếp của mẹ thiên nhiên, người dân nơi đây chỉ biết bật khóc, nức nở khi chứng kiến đàn gia súc của mình chết sau khi bị nước lũ cuốn trôi, nằm chồng chơ bên đường và trong phút chốc cả cơ nghiệp tan biến. Cũng theo nguồn tin từ Taiwan News cho biết, bão mạnh cũng đã gây ra lũ lụt và lở đất, nuốt chửng các đoạn đường cao tốc và buộc hàng nghìn người phải sơ tán. Theo ghi nhận, chỉ khoảng vài tiếng đồng hồ mà số người thiệt mạng lên đến 32 người. Một số người được báo cáo là mất tích. Cơ quan khí tượng Hải Nam dự tính thiệt hại do bão mạnh Talim gây ra sẽ rất nặng nề, bởi đây là cơn bão mạnh nhất, có sức hủy diệt lớn nhất đổ bộ vào hòn đảo này trong một thập kỷ qua. Mưa lũ đã khiến cho một số nơi bị ngập lụt cục bộ, có nơi ngập từ 1 đến 1,5 mét. Cũng tại thành phố Vân Khẩu, Hải Nam, mưa lớn đã khiến nước lũ trên sông lên nhanh và trong phút chốc đã cuốn trôi hơn 300 con heo của một gia đình tại đây. Theo gia đình bà Chun, 54 tuổi, tờ Sinho cho hay, thời tiết bắt đầu mưa và những cơn cuồng phong từ 2-3 giờ tối ngày thứ Tư. Khi bão mạnh ập tới, thấy mưa càng lúc càng to, nước lên nhanh, gia đình bà đã hô hoán hàng xóm đến cùng ứng cứu đàn heo. Trong vòng khoảng 30 phút, thì hơn 300 con heo của gia đình bà đã bị dòng nước lũ cuốn đi trong sự bất lực của gần 10 người đang đứng gần đó. Chưa kể, hàng trăm những đàn gia súc, gia cầm, vật nuôi của nhiều gia đình khác, thiệt hại về tài sản là không thể đong đếm. Nông dân và người dân đã chạy đua với thời tiết để cứu những con vật của họ ra khỏi vùng nước dâng cao, sử dụng thuyền máy phản lực để kéo những con bò bị ngập một phần trong nước lên vùng đất cao hơn. Nhưng tất cả đều bất lực vì nước lũ quá hung hãn. Nếu họ không chạy thì mạng sống của họ cũng sẽ bị cuốn theo những đàn gia súc. Cũng theo tờ Thâm Quyến Online, sáng nay trích thông báo của một chính quyền tỉnh Hải Nam cho biết hiện tượng mưa lớn đã xuất hiện ở địa phương này. Từ đêm hôm thứ Tư, mực nước mưa trung bình đo được đạt 342,3 mm, thậm chí lượng mưa đo tại thị trấn Trương Trang lên tới 440,1 mm. Thông tin cho biết thêm, mưa lớn đã gây ra hiện tượng lũ quét tại huyện Nghi Nam vào lúc 8 giờ sáng ngày 20 tháng 8 và cuốn trôi ít nhất 250 con bò của một trang trại chăn nuôi gia súc trong địa phương này. Nhiều người chưa xác định con số cụ thể cũng bị cuốn trôi. Sau khi hình ảnh được chia sẻ, ai nấy đều bày tỏ sự xót xa trước những khó khăn mà người dân Hải Nam phải đối mặt do ảnh hưởng từ bão mạnh. Nhìn mà xót xa quá, cả năm tích góp nuôi được đàn bò, đàn lợn mà giờ trắng tay chỉ sau một đêm. Người dân khổ quá, cả một gia tài lớn, chết uổng phí gì đâu. Được biết, sau khi nhận được tin báo, các ngành chức năng lập tức triển khai hoạt động cứu trợ thiên tai, tổ chức di rời người dân cũng như số bò còn lại của trang trại đến nơi an toàn, thực hiện việc tẩy trùng tại trại chăn nuôi và khu vực xung quanh cũng như tiến hành xử lý xác những con bò bị lũ cuốn trôi. Cơn bão đổ bộ vào thành phố Văn Xương, Hải Nam cũng làm cho các chuyến bay phải hạ cánh và tàu hỏa tạm ngừng khi gió mạnh. Những cơn gió và mưa lớn làm gián đoạn giao thông địa phương. Sân bay quốc tế Hải Khẩu Mai Lan đã hủy 50 chuyến bay và sân bay tại thành phố Tam Á hủy 6 chuyến ngày hôm nay. Tất cả các dịch vụ phà tại biển Quỳnh Sơn ngăn cách đảo Hải Nam với tỉnh Quảng Đông và các dịch vụ đường sắt cao tốc chạy qua đảo tạm ngừng lại, trong khi hơn 100 chuyến xe buýt ở Hải Cầu đã ngừng hoạt động kể từ lúc 10 giờ sáng. Được biết, bão Talim trước đó quét qua Hồng Kông cũng đem đến mưa và gió lớn, ít nhất 16 người phải điều trị y tế, 700 chuyến bay bị ảnh hưởng nặng. Trung Quốc đã phát cảnh báo xanh dương cho cơn bão. Trong số 4 màu, màu đỏ, màu cam, vàng, xanh giảm dần theo mức độ nghiêm trọng. Cũng theo Tân Hoa Xã cho biết, bán kính ảnh hưởng cơn bão rộng cũng đã khiến cho các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây xuất hiện những cơn mưa lớn. Trong khi đó, thì những đợt mưa xối xả thời gian gần đây đã gây ra lũ lụt và lở đất tại nhiều tỉnh thành của Trung Quốc. Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, lở đất và lũ lụt ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã khiến nhiều nhà cửa hư hại, gia súc bị cuốn trôi, buộc các cơ quan chức năng phải tiến hành sơ tán 1.000 người dân tại một số khu vực trước khi nước lũ quét qua nơi họ sinh sống. Trong khi đó, tại tỉnh An Huy, mưa lớn đã làm nước ở các con sông tràn bờ,
khiến cho nhiều ngôi làng và khu vực canh tác nông nghiệp bị ngập úng. Chính quyền tỉnh An Huy đều phải huy động nhiều máy bơm chạy suốt ngày đêm để thoát nước. Ở tỉnh Hồ Nam, mưa lớn đã khiến những con sóng tràn bờ gây ra cảnh ngập úng cho nhiều ngôi làng gần đó, buộc cơ quan cứu hộ phải sử dụng xuồng cao su tiếp cận khu vực ngập lụt để giải cứu người dân. Hơn 15 triệu người dân miền Nam Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, với lượng mưa lớn bất thường, nhấn chìm, cuốn trôi nhà cửa. Dịch viêm phổi chưa qua, nền kinh tế của Trung Quốc vẫn còn nhiều khó khăn. Đến nay, Trung Quốc lại phải hứng chịu những trận mưa lớn liên tục, nước lũ cuồn cuộn chảy qua những con phố trong thị trấn, nhấn chìm nhiều tòa nhà, phố xá khắp miền Nam Trung Quốc. Kính thưa quý vị, mưa to ròng rã từ đầu tháng 7 vừa qua tiếp tục làm cho Trung Quốc bị ngập chìm trong biển nước, động đất làm vỡ đê cùng hàng loạt chỉ tượng khác bắt đầu ứng nghiệm. Điềm báo vỡ đập là có thật khiến cho chính quyền Tập Cận Bình đang mất ăn mất ngủ. Thưa quý vị, theo một tờ báo địa phương của Trung Quốc cho biết, nước này ngày 19 tháng 8 lại tiếp tục có một trận động đất và vỡ đê, nhiều nơi còn xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở nghiêm trọng làm cho người dân của nước này phải chạy sơ tán khẩn cấp. Bên cạnh đó, có rất nhiều người cho đến nay đã bị lũ dữ cuốn trôi chưa tìm thấy tung tích. Tờ báo của Trung Quốc còn cho đăng tải nhiều hình ảnh, video ghi lại cảnh mưa to, gió lớn, động đất, sóng thần kéo dài trong những ngày vừa qua, làm cho mực nước tại nhiều con sông dâng cao, ngập lụt vẫn bủa vây toàn bộ những tỉnh phía Nam của Trung Quốc. Ví dụ như thành phố Vũ Hán, An Huy, Tứ Xuyên, Hồ Bắc và nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng của Trung Quốc vẫn bị nhấn chìm trong nước lũ, có những nơi bị ngập tới 9 mét. Xuất hiện nhiều tuyến đê bao có nguy cơ vỡ trong một vài ngày tới. Thưa quý vị, có một thông tin được cho là rất xấu đối với cả Trung Quốc khi vào ngày 19 tháng 8, vào lúc 10 giờ 38 phút theo giờ địa phương, Trung tâm Địa chất của Trung Quốc cho biết thành phố Hà Bắc của Trung Quốc đã xảy ra trận động đất mạnh với cường độ lên tới 6,9 độ Richter, tâm chấn nằm ở độ sâu 9 km và hiện tại vẫn chưa có thông tin chính xác về thiệt hại do trận động đất trên gây ra. Tuy nhiên, người dân ở các khu vực xung quanh như Thượng Hải, Bắc Kinh, Thiên Tân đều cảm nhận rất rõ dư chấn của trận động đất này. Theo nhân chứng của người dân nơi này cho biết, nơi đây trong lịch sử đã từng xảy ra 3 trận động đất lớn với cường độ 4,3 đến 6,1 độ Richter và một trận động đất được cho là kinh hoàng vào năm 1995. Khi đó, trận động đất đã có cường độ lên tới 7,9 độ Richter, khiến cho gần 169 người dân của Trung Quốc bị mất tích và đó được cho là một điều cực kỳ kinh khủng, cũng như tồi tệ. Hiện nó vẫn ám ảnh người dân nơi đây. Nhiều người đã tiếc thương cũng như là thông cảm cho sự không may mắn của những người dân xấu số Trung Quốc. Tuy nhiên, trước đó đã có những hiện tượng lạ, điềm báo xấu như quạ bay đầy trời, hàng triệu con châu chấu từ châu Phi bay qua 5 tỉnh của Trung Quốc. Bầu trời Bắc Kinh liên tục hứng chịu các đại thảm họa. Theo trung tâm trên, nghiên cứu về động đất sóng thần Trung ương Trung Quốc cho biết, trong một vài ngày tới, Trung Quốc nhiều khả năng sẽ còn xuất hiện thêm 1 đến 3 trận động đất nữa. Và nếu như thời tiết cực đoan không chấm dứt, thì điều này rất có thể xảy ra. Đứng trước những nguy hiểm cấp bách kể trên, trung tâm này đã phát đi thông báo khẩn cấp tới chính quyền ông Tập Cận Bình và toàn bộ 1,4 tỷ dân Trung Quốc biết nhằm phòng chống những điều tồi tệ sắp xảy ra. Hiện giới chức Trung Quốc đang rất lo lắng, tuy nhiên họ không biết phải làm sao bởi vì họ không thể đánh bại được sự nổi dậy, trừng phạt của mẹ thiên nhiên, của đất và của trời. Thưa quý vị, Trung Quốc trong vòng 69 ngày đêm vừa qua liên tục xuất hiện mưa to, gió lớn, động đất, sóng thần khiến cho giới chức của nước này đang mất ăn mất ngủ. Và trong một bài phát biểu mới đây tại thủ đô Bắc Kinh hôm qua, đích thân người đứng đầu Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình nói rằng tình hình kiểm soát lũ ở đất nước này đang gay go và bước vào giai đoạn nguy hiểm nhất trong lịch sử, đề nghị các cơ quan, ban ngành và người dân phải hết sức cẩn trọng. Tờ báo China Morning Post, một trong những tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc vào hôm thứ Tư, đã trích dẫn lời ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi nỗ lực toàn diện trong các hoạt động cứu hộ, cứu trợ tại những khu vực bị ngập lụt trên khắp đất nước này. Nhấn mạnh rằng đảm bảo cuộc sống an toàn của người dân là ưu tiên hàng đầu. Được biết, đây là lần đầu tiên Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên tiếng nói rằng sẽ bảo vệ cuộc sống cũng như an toàn của người dân Trung Quốc đại lục. Trước mưa to, phần lớn động đất sóng thần liên tiếp xảy ra, tờ báo Trung Quốc cho biết Tập Cận Bình đã chỉ thị cho chính quyền địa phương ở vùng lũ lụt thực hiện trách nhiệm của mình, lên tuyến đầu để kiểm tra tình hình, để bảo vệ tốt hơn tính mạng, tài sản của người dân. Ông Tập Cận Bình nói rằng các bộ phận liên quan nên tăng cường lập kế hoạch, phối hợp tổng thể cũng như phân bổ lực lượng cứu hộ, cứu trợ thảm họa một cách khoa học nhất. Chủ tịch Trung Quốc cũng kêu gọi Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa và lực lượng cảnh sát vũ trang của nước này tích cực tham gia vào công cuộc cứu trợ, cứu hộ cho người dân. Các bộ phận liên quan được chỉ thị lên kế hoạch tái thiết sau thảm họa, khôi phục trật tự sản xuất và cuộc sống cần trở lại bình thường càng sớm càng tốt. Sau khi đẩy mạnh nỗ lực kiểm soát lũ lụt và công tác cứu trợ thiên tai, tờ báo của Trung Quốc cho biết
trong những ngày gần đây, lũ lụt và mực nước dâng cao lên hầu hết tại các tỉnh phía Nam của Trung Quốc. Đứng trước tình hình đó, chính phủ của nước này đã nâng mức ứng phó khẩn cấp lũ lụt từ cấp 3 lên mức độ cao nhất, tức là cảnh báo đỏ. Tất cả các tỉnh như Hồ Nam, Hồ Bắc, Giang Tô, Giang Tây, Quảng Đông, Quảng Tây đều nâng mức độ cảnh báo lên cấp cao nhất. Được biết, mưa lũ ở Trung Quốc đã ảnh hưởng tới khoảng 60 triệu người dân trên nhiều tỉnh thành. Lũ lụt cũng đã cuốn trôi nhiều ô tô, xe máy, điện thoại, TV, tủ lạnh, giường chiếu. Được biết, các tỉnh ảnh hưởng nặng nề nhất của Trung Quốc là tỉnh Vũ Hán, Hồ Bắc, Hồ Nam, Tứ Xuyên. Tổng cộng đã có 293 người thiệt mạng và mất tích vì lũ lụt. Đây là một trong những tín hiệu xấu cho phía Trung Quốc. Trước đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương của nước này cũng ra một cảnh báo mới rằng Trung Quốc tiếp tục hứng chịu những trận mưa to, gió lớn trong những ngày tới, đặc biệt là những ngày đầu cho đến có thể là hết tháng 10. Đề phòng lũ quét, sạt lở, an nguy tới con đập Tam Hiệp. Thưa quý vị, tờ tin tức Bắc Kinh trích dẫn thông tin từ một chuyên gia trung tâm mạng lưới động đất sóng thần của nước này cho biết, trận động đất 5,1 độ Richter hôm qua là một trong những dư chấn từ những năm 1976. Tâm chấn của trận động đất trên được xảy ra tại huyện Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc của Trung Quốc. Đường Sơn từng bị tàn phá trong trận động đất 7,9 độ Richter vào năm 1976, khiến cho hơn 240.000 người thiệt mạng và hơn 160.000 người bị thương. Đây là một trong những trận động đất khủng khiếp nhất trong lịch sử Trung Quốc. Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất của Trung Quốc cho biết, trong 7 tháng đầu năm nay đã có tới 12 trận động đất từ 3 độ Richter trở lên đã xảy ra, khiến cho cuộc sống của người dân liên tục chao đảo. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn nước này cho biết, mưa lớn, bão tố vẫn tiếp tục ập tới Trung Quốc trong nhiều ngày tới, đề nghị cơ quan, ban ngành cũng như là người dân của đất nước này phải hết sức cảnh giác. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Tin Mới mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại!